Ngày 10 tháng 6, Công an thành phố Rạch Giá cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Thị Tố Huyên, sinh năm 2006, thường trú ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Rạch Giá phối hợp Công an phường Vĩnh Lạc kiểm tra căn nhà số D808 đường Phan Quy Ích, phường Vĩnh Lạc do Huỳnh Chí Hiếu thường trú xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang thuê. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong phòng ngủ tầng 1 của ngôi nhà có 7 đối tượng, gồm 5 nữ và 2 nam, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành làm việc, các đối tượng khai số ma túy do Võ Thị Tố Huyên mua của người đàn ông lạ mặt tên T, không rõ thân nhân lai lịch trên địa bàn phường Rạch Sỏi để về sử dụng.